Thưa quý vị, là vì là hát để cho nó đúng quy định, không là ban tổ các cơ quan quản lý họ lại kêu thôi ạ. Tiến sĩ xin hát một bài để cho đúng chương trình ạ. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Đôi Mắt Người Xưa. Cảm ơn quý vị Nghệ An, cảm ơn quê hương là chùm cái ngọt, lâu lâu con về con hái mấy quả. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào, rồi ngày tháng em trôi cuộc đời chia hai lối, bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng khi về bên ấy. Tôi xa cách rồi bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt
tình xưa lỡ lạc. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ. Quên chuyện tình xưa quý vị, cảm ơn các anh các chị, cảm ơn nhiều lắm. Và cho Tiến gửi lời xin lỗi đến quý vị nếu có điều gì sơ suất ạ. Xin lỗi quý vị rất là nhiều.